Nhận định bóng đá Ai Cập với Tanzania, 2 giờ ngày 14 tháng 6, giao hữu quốc tế, trước một Tanzania kém mình tới 74 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Đây sẽ là thử thách vừa tầm để Ai Cập có thể kiểm tra quân số mà vẫn có thể hướng tới kết quả có lợi. Với tư cách là nước chủ nhà của CAN 2019, Ai Cập đang gấp rút những khâu tổ chức cuối cùng cho ngày hội bóng đá lớn nhất châu Phi sẽ diễn ra sau đây hơn một tuần. Song song với đó, đội TUINQG nước này cũng đang tập trung cao độ cho mục tiêu vô địch lần thứ 8 tại giải đấu được tổ chức trên sân nhà tới đây. Trước khi chính thức bước vào tranh tài tại CAN 2019, Ai Cập sẽ có 2 trận giao hữu để chốt lại danh sách 23 cầu thủ cũng như tìm ra đội hình tối ưu cho giải đấu. Ở trận giao hữu đầu tiên, thầy trò huấn luyện viên Javier Aguirre sẽ có cuộc chạm trán với Tanzania, trước đối thủ kém tới 74 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Đây sẽ là thử thách vừa tầm để Ai Cập có thể kiểm tra quân số mà vẫn có thể hướng tới kết quả có lợi. Không những thế, trong quá khứ đối đầu trước đây, cụ thể là ở 10 lần gặp mặt gần nhất, The Pharaohs đều đã giành chiến thắng và có tới 8 trong số đó kết thúc với cách biệt tối thiểu 2 bàn. Tuy nhiên, không phải là không có những vấn đề với Ai Cập ở thời điểm hiện tại, cụ thể nhất chính là những kết quả không thực sự tốt trong đợt tập trung. Bên cạnh đó, trong giai đoạn mà ngày hội bóng đá lớn nhất châu Phi cũng đang cận kề, thái độ thi đấu cũng là điều có tác động không nhỏ khi chẳng ai muốn phải trở thành người ngoài cuộc vì chấn thương hay vấn đề gì đó liên quan đến sức khỏe và thể lực ngay trước thềm giải đấu. Đặc biệt là những trụ cột trong đội vừa trải qua một mùa giải căng thẳng ở cấp câu lạc bộ như Salah. Trái lại, về phía Tanzania với 39 cầu thủ trong đội hình, những trận đấu như này sẽ là cơ hội cuối cùng để huấn luyện viên Emmanuel Vujicic sàng lọc ra 23 cái tên sẽ tham dự CAN sắp tới. Chính vì thế, với mỗi cầu thủ được trao cơ hội ra sân, đó chắc chắn sẽ là dịp để họ phát huy hết khả năng của mình và tìm kiếm một suất ở lại với đội tuyển. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, sự chênh lệch quá lớn trên bảng xếp hạng FIFA đã phần nào cho thấy khác biệt về trình độ giữa Tanzania với Ai Cập. Hơn nữa, mặc dù quãng thời gian qua, kết quả thi đấu của thầy trò huấn luyện viên Emmanuel Vujicic là khá tốt với 2 chiến thắng sau 3 trận. Tuy nhiên, đó đều là những trận thắng trên sân nhà, còn sân khách họ đã thua tới 4 và chỉ có 1 chiến thắng sau 5 trận gần nhất. Chưa dừng lại ở đó, trên sàn giao dịch châu Á, Ai Cập cũng được niêm yết ở tỷ lệ 1-3/4 cùng điểm ăn thấp và chênh lệch so với đối thủ. So với những lần tiếp đón Tanzania gần đây, tỷ lệ này không quá nổi bật khi đang ở mức cân bằng. Tuy nhiên, nếu so với hoàn cảnh như hiện tại, mức kèo này là chấp nhận được cho thầy trò huấn luyện viên Javier Aguirre. Rõ ràng, với trình độ được đánh giá cao hơn, có lợi thế sân nhà với mạch 5 trận toàn thắng liên tiếp gần đây, chưa kể kết quả đối đầu trong quá khứ, lại thêm những diễn biến trên thị trường châu Á, Ai Cập vẫn là cái tên đáng để đặt niềm tin ở cuộc đụng độ sắp tới. Ở một diễn biến khác, việc mốc tổng bàn thắng được niêm yết lên tới 3 hòa rõ ràng đang tạo nên những hy vọng lớn cho khả năng bùng nổ lưới rung của trận đấu. Cần biết rằng, ở những trận đấu gần đây, hàng công của cả Ai Cập lẫn Tanzania đều chơi không quá nổi bật. Vì thế, với mức tài xỉu như vậy, mốc trên thành tích đối đầu, hai đội đã gặp nhau 11 lần trước đây. Ai Cập đã thắng tới 10 và hòa 1 ở 4 lần làm khách gần nhất trên đất Ai Cập trong khuôn khổ các giải đấu chính thức. Tanzania đã toàn thua, trận hòa duy nhất Tanzania có được trước Ai Cập là lần đầu tiên hai đội gặp nhau. Điều đó cũng có nghĩa cả 10 lần chạm trán gần nhất, Ai Cập đã toàn thắng. 3 lần gần nhất tiếp đón Tanzania trên sân nhà, Ai Cập đều đã toàn thắng với cách biệt tối thiểu từ 2 bàn trở lên. Dự đoán, Ai Cập 4-1 Tanzania.